Samsung Galaxy S23 series dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2023 với nhiều kỳ vọng về thay đổi cấu hình, thiết kế và camera. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng Ngọc Trần Studio cập nhật những thông tin đang có về thế hệ sắp tới của nhà Samsung nhé! Và nếu các bạn đang có nhu cầu tham khảo những chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung tại ClickBuy, mình sẽ để link tham khảo ở phần mô tả nha! Nếu như các bạn đang kỳ vọng về sự thay đổi thiết kế của nhà Samsung thì đây có lẽ là một tin hơi buồn cho các bạn. Bởi vì theo nhiều thông tin rò rỉ gần đây, Samsung vẫn áp dụng giao diện của Galaxy S22, đặc biệt là Samsung Galaxy S23 Ultra, trông rất giống với người tiền nhiệm của nó. Theo những rò rỉ từ ICGiver, điện thoại thông minh của Samsung có kích thước chỉ lớn hơn Galaxy S22 Ultra một xíu mà thôi, để có thêm chỗ cho mô đun máy ảnh lớn hơn và tổng thể sẽ làm chiếc điện thoại dày hơn. Về phần màn hình thì với con Galaxy S23 sẽ có màn hình 6,1 inch, độ phân giải là 1080 x 2340 pixel. Galaxy S23 Plus có màn hình là 6,6 inch, độ phân giải là 1080 x 2340 pixel. Và S23 Ultra thì sẽ có màn hình là 6,8 inch, độ phân giải là 1440 x 3088 pixel. Leaker ICGiver cũng có đề cập màn hình là một trong những thứ duy nhất sẽ được nâng cấp trên Galaxy S23 Ultra so với S22 Ultra. Tuy nhiên thì họ sẽ không nói là nâng cấp như thế nào, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được họ sẽ nâng cấp những cái nhỏ như là hiệu suất năng lượng mới hoặc là độ sáng thay vì là độ phân giải mới hoặc là tốc độ làm mới cao hơn. Đối với các lựa chọn màu sắc thì chúng ta sẽ có ít nhất là 4 lựa chọn, đó là màu be, màu đen, màu xanh lá cây và màu hồng nhạt, và cả 4 màu sắc này đều có trên 3 mẫu trong gia đình nhà S23. Tiếp đến là phần camera, có một số tin đồn đưa ra rằng Samsung Galaxy S23 Ultra sẽ có camera 200 megapixel, một sự gia tăng đáng chú ý so với camera 108 megapixel trên Galaxy S22 Ultra. Với điểm ảnh kích thước 0,6 micromet cùng với khẩu độ lớn hơn f1.7 để thu được nhiều ánh sáng hơn. Có thể thấy rõ là sự gia tăng gần như không đáng kể về kích thước cảm biến của S22 Ultra, nhưng nó sẽ lớn hơn một chút so với kích thước cảm biến 48 megapixel của iPhone 14 Pro. ICGiver tuyên bố rằng camera của Galaxy S23 Ultra 200 megapixel sẽ là bước nhảy vọt lớn nhất về nhiếp ảnh trong vòng 5 năm. Đặc biệt khi chụp ảnh đêm, trong môi trường hầu như không có ánh sáng, khả năng chụp 5 giây của S23 Ultra sẽ tốt hơn nhiều so với 6 giây của S22 Ultra. Và nó không chỉ sáng hơn mà nó còn cải thiện đáng kể về chất lượng hình ảnh nữa. Các nguồn tin của Galaxy Club nói rằng Galaxy S23 và S23 Plus sẽ sử dụng camera tele 10 megapixel giống như là S22 và S22 Plus. Galaxy S23 Ultra cũng sẽ giữ camera zoom quang 10x 10 megapixel. Còn camera ultra wide, S23 và S23 Plus sẽ sử dụng cảm biến 12 megapixel. Về camera góc siêu rộng của Galaxy S23 Ultra thì chưa có đề cập nào, nhưng mà khả năng nâng cấp có lẽ là không cao. Galaxy S23 và S23 Plus đều sẽ đi kèm với camera trước 12 megapixel. Điều đó sẽ đánh dấu đây là lần đầu tiên một trong hai mẫu được nâng cấp về độ phân giải selfie kể từ khi ra mắt Samsung Galaxy S10 vào năm 2019. Cấu hình trên những chiếc S23 series cũng được quan tâm rất là nhiều khi mà mới đây trên Geekbench, Galaxy S23 Cộng vừa bị rò rỉ thông tin với bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sắp tới ra mắt, Samsung Galaxy S23 Cộng ghi được 1485 điểm trong vòng kiểm tra hiệu năng lõi đơn trên Geekbench 5. Đồng thời, danh sách Geekbench cũng cho thấy Samsung Galaxy S23 Cộng sắp tới sẽ được trang bị Snapdragon 8 Gen 2 với RAM là 8GB. Như thường lệ, Samsung Galaxy S23 Cộng sẽ được chạy hệ điều hành Android với giao diện One UI của Samsung, cụ thể ở đây sẽ là Android 13. Không chỉ Samsung Galaxy S23 Cộng mà cả Samsung Galaxy S23 và S23 Ultra đã được phát hiện trên cơ sở dữ liệu của Kipen. Cả 3 thiết bị dự kiến được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Con chip này sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Snapdragon. Về pin thì Galaxy S23 được cho là sẽ tăng khoảng 5% dung lượng so với Galaxy S22. Trong khi đó, S23 Plus cũng có thể tăng lên 4.700 mAh so với 4.500 mAh của S22 Plus. Về tốc độ sạc, Galaxy S23 có thể có tốc độ sạc 25W giống như Galaxy S22. Galaxy S23 Plus và S23 Ultra có cùng tốc độ sạc là 45W như người tiền nhiệm của chúng. Và đó là một vài thông tin mới nhất được cập nhật về Galaxy S23 series. Chúng ta sẽ cùng nhau update thêm vào những video tiếp theo trên NT Studio nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.